Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tony Phùng. Chiếc điện thoại này mình tin là nhiều bạn sẽ rất là mong chờ, bởi vì nó đánh dấu sự quay trở lại rất là mạnh mẽ của Nokia thị trường Việt Nam. Đây là Nokia 8.3 5G và nó là một thiết bị thực sự là có 5G trong mức giá rất là ngon tại Việt Nam. Giá niêm yết là 12.990.000. Tuy nhiên khi các bạn đặt hàng sớm tại Cellnet thì chúng ta sẽ nhận được rất nhiều ưu đãi kèm theo. Ví dụ như là phía mua hàng trừ thẳng tiền vào giá bán của sản phẩm này, tặng thêm một cái tai nghe hay là còn hỗ trợ cả thu cũ đổi mới các thứ nhiều nữa. Nói chung là nhiều thứ lắm. Và giá cuối cùng thì các bạn sẽ phải bỏ ra đâu đó tầm khoảng hơn 11 triệu cho cái điện thoại này mà thôi. Thế thì hơn 11 triệu nó có cái gì? Chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn trong cái video ngày hôm nay nhé. Let's go! Rồi, thì có một vài những sự thay đổi cũng như là sẽ có một vài những thứ nó chung cực kỳ quen thuộc của Nokia rồi. Ví dụ như cái phần cằm bên dưới, các bạn sẽ có logo Nokia ở đây. Thiết kế kể từ thời Nokia 5.1, 6.1 các thứ nó cũng đã là như thế này rồi. Trước đây thì nó còn là tay thỏ, giọt nước các thứ, nhưng bây giờ nó sẽ là cái camera đục lỗ phía bên trong. Nói chung là đây là trend của năm 2020, nhưng bởi vì hai bên bên trên nó cũng khá là mỏng và bên dưới nó dày hơn như thế này, nên bản thân mình đánh giá là nó vẫn không thực sự là quá cân đối. Cũng như là viền, các bạn cũng có thể thấy là Nokia 8.3 làm khá là dày. Nó mà mỏng hơn thêm tí nữa thì nhìn nó sẽ đẹp hơn và sexy hơn. Và khi trên tay cái điện thoại này thì mình khá là bất ngờ bởi vì máy nó to một cách kinh khủng luôn. Kích thước màn hình nó là 6,81 inch, tức là nó gần tương đương với cả 6,9 inch của con Galaxy Note 20 Ultra như thế này. Mà các bạn có thể thấy là kích thước nó còn to hơn vãi cả trường luôn. Thế nên khi mà sử dụng nó, cầm nó trên tay ấy, các bạn sẽ cảm nhận thấy một điều, đó là máy nó cực kỳ to luôn. Nhưng mà nó cũng không đến nỗi nặng lắm đâu. Nó vào khoảng tầm 220g, tương đương với cả Note 20 Ultra thôi. Nên ok ở cái mặt này nha. Hơi nặng đấy, hơi to đấy, nên là các bạn tự cân đối. Rồi, quay đến phía mặt lưng sau thì thiết kế mặt lưng này rất là ấn tượng. Đầu tiên là chúng ta sẽ có logo Nokia là nằm ngang ở đây, nổi bật lên rất ấn tượng. Và cái cụm camera theo cái hình tròn có cái logo Zeiss đặt nằm ngang, đúng kiểu là giơ cái máy lên để mà bấm chụp hình ấy, thì cái logo này nó đập thẳng mặt người đối diện nhìn cũng ghê. Camera thì nó có 4 ống kính nhưng mà thực chất ra chỉ quan tâm đến 2 cái ống kính thôi, đó là camera góc thông thường và camera góc siêu rộng. Lát nữa thì mình sẽ nói đến sau. Nhưng cái thiết kế mặt lưng này thì mình thấy nó khá là cơ bản, được cái là nhìn nó cũng có một chút gì đấy, nó có tạo cái điểm nhấn. Mỗi người sẽ có một gu khác nhau nhưng thôi mình sẽ bỏ qua nhé. Được cái là Nokia luôn luôn làm rất là tốt ở những cái điều này. Ví dụ như mặt lưng thì kính, cái khung viền này thì bằng kim loại cứng cáp chắc chắn. Nói chung xét về cái build quality thì sản phẩm này làm khá tốt. Cũng dễ hiểu thôi, tại mức giá của nó dẫu sao cũng ở mức khoảng trên 10 triệu mà, nên tốt như thế này cũng là một chuyện ok, đánh giá cao. Rồi, trên cái thiết kế của sản phẩm này còn có một phím mình rất là thích, nó là cái Google Assistant. Các bạn có thể gọi rất nhanh và chúng ta có thể mấy giờ rồi, chúng ta có thể hỏi Google Assistant các thứ, thời tiết ngày mai. Đó, rất nhanh và các bạn có thể tương tác với cái điện thoại này thông qua giọng nói một cách dễ dàng hơn, thay vì cái việc chúng ta phải vuốt như thế này thì bây giờ có ngay một nút để các bạn có thể kích hoạt rất nhanh rồi. Like. Nhưng bù lại cái phía đối diện thì mình lại không ưng cái phím nguồn này lắm. Nó hơi bị lõm xuống một tí ấy, và nó hơi khó bấm một tí. Nói chung là cái phím nguồn thì mình không ưng, nhưng mà bù lại có phím này chấp nhận. Vân tay cũng đặt ở bên cạnh hông chứ nó không phải là nhúng ở bên trong màn hình, bởi vì cái màn hình này sử dụng cái tấm nền đấy là IPS LCD, rất khó để tích hợp cái vân tay nhúng bên trong, vậy nên là đưa ra cạnh hông. Và với cái một cái màn hình lớn như thế này thì lời khuyên của mình là các bạn nên set ở 4 ngón này để chúng ta có thể mở bất cứ một góc độ nào. Rồi, đi vào đến phần màn hình thì kích thước như mình vừa nói là 6,81 inch với độ phân giải là Full HD cộng, sử dụng cái tấm nền đấy là IPS LCD. Thì cái tấm nền này nó có một cái điểm trừ, đầu tiên là nó không có tần số quét cao, không có 90Hz, không có 120Hz. Thế nên rõ ràng đây là một cái điểm mà người dùng sẽ không thực sự hài lòng cho lắm. Tại vì ở cái tầm giá này thì ngay cả đến Oppo cũng là một trong những hãng làm smartphone thực sự luôn luôn có cái mức giá rất là cao ở Việt Nam. Reno 4 Pro ít ra nó vẫn còn có cái màn hình 90Hz, lại còn là AMOLED màn hình cong. Con này đã là màn hình phẳng rồi, đã là IPS rồi, lại còn không có cái tần số quét cao. Thế nên là cái trải nghiệm của người dùng cũng sẽ bị giảm đi một cách đáng kể. Đặc biệt là với Snapdragon 765G thì nó hỗ trợ rất là tốt được cho cái vấn đề gọi là tần số quét cao rồi. Và cái này không có nên các bạn cũng sẽ cần phải lưu ý ở cái điều này. Màn hình này thì đương nhiên nó sẽ có hỗ trợ HDR, độ sáng và góc nhìn thì thực sự rất là tốt. Khả năng hiển thị của nó thì cũng ok, không có điều gì mình phải phàn nàn quá nhiều. Tuy nhiên thì nó là IPS nên màu đen nó sẽ không sâu và nó sẽ vẫn có những cái điểm trừ của IPS. Ví dụ như là nếu như các bạn soi thật kỹ thì xung quanh viền của cái camera selfie này vẫn sẽ bị tối tối một tí. Và đó là những cái điểm trừ nhỏ nhỏ về cái trải nghiệm màn hình mà cái điện thoại này mang đến cho các bạn.
Rồi, camera chính của sản phẩm này sẽ có độ phân giải là 64 MP và camera góc siêu rộng là 12 MP. Camera góc siêu rộng cũng có auto focus luôn nên các bạn cũng có thể tùy chọn lại nét các thứ rất là ok. Đương nhiên nó sẽ có cái chứng chỉ gọi là dây optics, tức là sẽ được tinh chỉnh lại cái quang học ở cái ống kính bởi dây nên chất lượng có thể nó cũng sẽ tốt hơn. Bài đánh giá chi tiết thì mình sẽ nói nhiều hơn về cái camera này sau, nhưng mà cơ bản trải nghiệm qua một vài tấm hình chụp thì màu sắc và chi tiết khá là ok. Nó sử dụng cảm biến GW1 nên quá quen thuộc rồi, bỏ qua nha. Pin của máy sẽ có dung lượng là 4500 mAh và sẽ có công nghệ sạc nhanh 18W. Ở bên trong hộp này cũng đã tặng sẵn sạc rồi nên các bạn cũng không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Nói về hiệu năng thì mình biết là các bạn thuộc lòng hết rồi. Chúng ta có Snapdragon 765G, các bạn sẽ có 8GB và 128GB bộ trong. Và xét ở cái thông số phần cứng thì con này có thể gọi là Max Option rồi. Nhiều thị trường sẽ chỉ bán phiên bản 6GB thôi, nhưng mà Việt Nam được ưu ái 8GB. Nếu như các bạn thực sự quan tâm về điểm số thì mình sẽ sơ một chút về cái điểm Geekbench và điểm AnTuTu nhé. Điểm Geekbench thì chúng ta có khoảng 571 điểm đơn nhân và khoảng tầm 1.500 điểm đa nhân. Đây là một cái điểm số khá là ok. Còn điểm AnTuTu nhẹ nhàng nó vào khoảng tầm gần 300.000 điểm. Và kể cả trong quá trình mình chấm test ở đây, các bạn có thể thấy nhiệt độ tối đa chỉ lên vào khoảng tầm 36,3 độ. Nên mình cũng có một cảm giác đấy là dường như cái xung nhịp cũng sẽ bị khóa lại một chút. Nó không bung hết sức mạnh lên, tại vì mình nhớ một vài những con Snapdragon 765G đến từ một vài những thương hiệu khác thì nó có thể đẩy đến mức khoảng hơn 300.000 điểm cơ, với điểm GPU này vào khoảng tầm hơn 100.000 điểm. Con này thì có thể nó sẽ bị khóa lại một chút để chúng ta có một cái nhiệt độ tốt hơn. Mình thì mình thích kiểu như vậy, tại vì thông số, điểm số nó cũng chỉ phản ánh một phần, cái quan trọng là nhiệt độ mà cứ ổn định thì chúng ta sẽ có một trải nghiệm sử dụng tốt hơn. Và các bạn muốn mình chơi game trên cái điện thoại này hay là không thì comment nhé, để mình sẽ làm một cái video khác sau. Tổng kết lại thì với Nokia 8.35G thì cái mà mình tiếc nhất nó chỉ là cái thiết kế và cái màn hình thôi. Màn hình này mà viền dưới mỏng hơn một tí, nó sử dụng AMOLED, nó có tần số quét cao, thì mình tin chắc là những cái trải nghiệm mà người dùng nhận về trên một cái điện thoại này có thể nói là không thể nào chê được. Cũng như là cái thiết kế mặt lưng của nó thì ok, người thích người không thích, nhưng mà với quan điểm cá nhân của mình thì nó có một cái điểm nhấn của riêng Nokia. Vậy thì các bạn nghĩ sao? Còn đương nhiên những thứ khác, ví dụ như là phần mềm đơn giản như nào, nó chạy Android One thì mình cũng không cần phải nhắc đến. Sự cập nhật hỗ trợ lâu dài của nó như nào, hay là 765G mạnh như thế nào, hay là camera của nó như thế nào, thì mình đều hài lòng với số tiền mà mình phải bỏ ra cho cái điện thoại này. Đương nhiên đây là hàng mình đi mượn thôi, chứ mình chưa bỏ tiền ra để mua nó. Mình thì chắc là không dùng smartphone tầm trung rồi. Còn các bạn thì sao? Các bạn nghĩ sao về chiếc điện thoại này? Một chiếc điện thoại giá rất tốt, có 5G và sắp tới nó cũng sẽ được sử dụng thoải mái tại Việt Nam. Hãy chia sẻ ý kiến ở comment phía dưới nhé. Đừng quên sản phẩm này cũng đang cho phép đặt trước tại 7net với mức giá cực kỳ hấp dẫn, sau khi chiết cỡ tặng chỉ còn khoảng hơn 11 triệu mà thôi. Ngon đúng không? Link sẽ phía bên dưới, mình sẽ ghi comment để các bạn tiện theo dõi hơn nhé. Còn bây giờ thì bye.